anh chị thấy không, cái trống vắng luôn á, nhìn nó buồn tiệu buồn thiêu. Dạ 500 một cặp rồi, năm em đi dạo ở đây mà tới giờ chưa thấy hoa hè gì nhiều. Dạ. Không ai trồng năm nay. Dạ em đang đi thực hiện cái phóng sự hoa. Dạ Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn một buổi trưa Sài Gòn ngày Chủ nhật cuối tuần thật là bình an, nhiều sức khỏe và nhiều điều tốt đẹp trong những cái ngày tháng còn lại của năm cũ, chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần. Hôm nay là ngày 23 tháng 1 năm 2022 dương lịch, và nhằm ngày 21 âm lịch thưa anh chị tháng Chạp. Và chúng ta cũng chỉ còn có khoảng một tuần nữa thôi là tới Tết rồi. Không khí Sài Gòn, những cái cửa hàng mua bán, các cái chợ cũng bắt đầu nhộn nhịp trở lên. Và em hiện tại đang đứng ở khu vực cầu Chà Và, hướng phía trước anh chị đi qua quận 8, chợ Sóng Cụi. Trong buổi trưa ngày hôm nay nhiệt độ khoảng 31 độ C và rất là nắng gắt thưa anh chị. Tới trưa khoảng chừng 33 độ C, 12 giờ. Bây giờ chỉ mới có 11 giờ 20 phút thôi. Em mời cô bác anh chị chúng ta chạy về chợ hoa trên bến dưới thuyền, bến Bình Đông, để cập nhật một vài cái hình ảnh. Chúng ta cũng chỉ còn một tuần là tới Tết rồi anh chị. Ngày hôm nay hoa Tết như thế nào trong một cái năm mà Covid rất là khó khăn. Thì bây giờ em mời anh chị chúng ta chạy về khu vực chợ Sóng Cụi, sau đó chúng ta quẹo ra bến Bình Đông để ngắm nhìn một vài cái cành hoa trong những cái ngày còn lại của năm cũ. Cầu Chà Và thưa anh chị. Em đi lên giữa cầu để ngắm nhìn một vài cái hình ảnh của khu vực bến Bình Đông. Ở đây thì bình thường những cái năm trước đứng ở trên cầu, chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy những cái hình ảnh thuyền hoa tấp nập thưa anh chị. Đây rồi. Và ngày hôm nay thì anh chị có thể dễ dàng nhận thấy là khu vực này hầu như không có chiếc thuyền nào hết. Hướng đi về khu vực chợ Bình Đông đó anh chị, bến Phú Định, Bãi Cốc, bến Bình Đông, con đường bến Bình Đông, kênh Đạo Hữu. Ở phía sau lưng của em thì chạy về lại khu vực chợ lớn, con đường Hải Thượng Lãng Ông, năm xưa có tên là Khổng Tử. Rồi bây giờ em mời cô bác anh chị cùng với em xuống cầu Chà Và, rồi chúng ta chạy ra khu vực bến Bình Đông cập nhật hoa Tết. Trưa nắng nhưng mà xe cũng rất là nhộn nhịp thưa anh chị. Đây cô bán hoa, cây phát tài, bán lịch. Đối với các cái chợ hoa ở Sài Gòn mình ngày hôm nay thì cũng bắt đầu rục rịch thôi. Năm nay tính ra rất là chậm thưa anh chị. Và có những khu vực bây giờ còn rất là vắng vẻ, im ắng, không có cái động tĩnh gì về hoa cả. Phía trước anh chị nhìn thấy là chợ Sóng Củi. Em sẽ men theo con đường bên mé tay phải này, chạy ra bến Bình Đông. Ngày mốt thứ ba anh chị là ngày ông Táo rồi ha. Thật là nhanh luôn. Mời cô bác anh chị nhìn một vài cái hình ảnh ở khu vực chợ Sóng Củi đây, phía trước chợ Sóng Củi đây. Hôm nào em ghé về đây cập nhật tình hình khu vực chợ Sóng Củi gửi đến cô bác anh chị. Đây là con đường Cao Xuân Dục thưa anh chị. Wow, đây có bán quýt, trái to ghê luôn anh chị. Bến Cần Duột. Đó. Và bây giờ em mời anh chị quẹo bên tay phải nha. Ở đây là con đường Đinh Hòa nè. Em sẽ mời anh chị chạy ra khu vực bến Bình Đông một chút xíu, những cái cảnh vật ở cái vị trí này.
ở đây người ta đang làm cái chuẩn bị cái hội hoa xuân trên bến dưới thuyền anh chị. Góc này có cái sân khấu luôn nè. Rồi em mời anh chị quẹo bên mé tay trái của em nha, chạy hướng về chợ Bình Đông. Ôi, 21 tháng chạp mà nhìn cái chợ hoa bến Bình Đông nè anh chị. Không có cái một hình ảnh sắc màu nào ở đây luôn. Đây là cái cảnh điều hưu nhất mà có lẽ là bến Bình Đông cho tới thời điểm hiện tại, trước đó là không có đâu. Năm nay không biết là có thất thu đối với hoa hay không, tại vì hôm qua em mới đi Bến Tre thưa anh chị, ở dưới đó hoa rất là nhiều. Và hỏi những người làm vườn thì người ta nói là nhà vườn các tỉnh khác người tới người ta mua trực tiếp luôn, mình không cần phải giao đi á, kiểu như vậy. Mà sao Sài Gòn mình lại vắng vẻ như thế. Đây con đường Trần Nguyên Hãn anh chị. Mai là ở dưới Bến Tre là xe người ta sơ xuống, người ta bốc đi luôn anh chị. Ngày hôm nay hình như là người ta bán online cũng rất nhiều đối với hoa Tết anh chị ha. Bán online giao tận nhà, không có thuê mặt bằng trưng bày đồ này kia như nhiều như năm trước nữa, cho nên dẫn đến cái việc này bến Bình Đông trên bến dưới thuyền. Bến thì có rồi đó, nhưng mà thuyền đâu rồi, không hề có một chiếc nào. Ồ, phía trước có một vài chậu mai an ủi anh chị. Đây một vài chậu mai. À đây có một cái thuyền. Đây lên lâu chưa chú? Ông kia hả? Năm nay con thấy vắng quá chú hả? Trời ơi, tới giờ rồi mà chưa thấy nhộn nhịp như mấy năm. Chúc chú năm mới phát tài nha. Dạ. Một vài cái hình ảnh hoa Tết thưa anh chị. Mai nè, mấy chậu mai nè. Ồ cái này người ta uống cái mai cong 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 rất là đẹp luôn anh chị. Năm nay như vậy đó anh chị. Và em cũng mong là những cái ngày sắp tới, những cái sắc màu hoa nó sẽ phủ kín cái con đường bến Bình Đông này. Đây cũng có mấy cây mai đây anh chị. Phía trước anh chị cũng có mấy cây mai đó. Mừng quá, cũng có một vài cây mai. Chậu lan, chậu mai này thì năm nào cũng có. Đây, bông cúc mâm xôi. Đây có một chiếc thuyền. Trên bến thì phải có thuyền. Em cập nhật cái tình hình ở đây gửi đến anh chị thôi. Giờ cũng đã 21 âm lịch rồi. Trời ơi nước nó rất là đen luôn anh chị. Đây anh chị thấy không, chỉ có một vài chiếc thuyền thôi, không có nhiều anh chị. Mai những cái chậu mai này thường thường khách tới nếu được giá thì người ta mới bưng lên
À, bây giờ anh chị biết như thế nào không? Người ta hạn chế bưng hoa lên bờ là bởi vì để cái tiền thuê mặt bằng á nó ít lại, trưng bày càng nhiều thì tiền thuê mặt bằng nó lại càng lớn. À, cho nên người ta chỉ để những cái chậu mẫu thôi. À, sau đó thì ai mà mua thì sẽ lựa những cái chậu mai đó rồi người ta mới bưng lên. Một vài cái hình ảnh của chiếc thuyền. Nãy giờ em đếm là được 2 chiếc thuyền rồi, chiếc này là to nhất. Trơ trọi mà trời nắng như thế này nữa. Bến Bình Đông không có hoa nhìn thấy nó. Trơ trọi thiệt anh chị. Một vài chậu mai. Ít thôi, không nhiều. Ở đây là con đường Nguyễn Văn Của đó anh chị, người ta đang tổ chức cái hội hoa xuân trên bến dưới thuyền, cũng rất là nhộn nhịp nha, chợ hoa xuân. Nhưng mà năm nay làm sân khấu rồi mà hoa chưa thấy đâu nữa. Sân khấu là dựng lên rồi đấy, em chạy tới gần một tí. Các cái xe ba gác của chú chợ hàng thì bây giờ là đang đợi đây, đang đợi để chợ hàng. Đó, dàn đèn này. Rồi, nguyên cái dàn đèn ở đây. Lớn ghê lớn luôn. Đi về đường Tùng Thiện Vương đó anh chị. Có mấy chú thi công dàn đèn ở đây, mấy thứ thi công sân khấu nằm ngủ luôn. Đó, đây là khu vực chợ Hoa Xuân trên bến dưới thuyền. Nhưng mà ngày hôm nay thì bến đây rồi nè, hội chợ Hoa Xuân sân khấu đã dựng sẵn nhưng mà chưa thấy thuyền đâu. Ở đây có một cái sân khấu ở trên kênh tàu hũ luôn anh chị, màu xanh xanh đây, có thể là sẽ trình diện một số cái văn nghệ, tiết mục văn nghệ đồ ở đây ha. Em nghe nói như vậy đó, cũng không biết tình hình như thế nào. Đó. Đây, dàn đèn dựng lên ở đây. Những cái dãy nhà cổ ở khu vực bến Bình Đông. Em đi lên cầu, đứng nhìn một vài cái hình ảnh khu vực bến Bình Đông. Bây giờ những cái cảnh mà đứng trên cầu nhìn xuống thấy hoa thuyền đậu tấp nập, hầu như nó không còn luôn anh chị. Nè, anh chị thấy không? Cái trống vắng luôn á. Nhìn nó buồn tiểu buồn thiêu. Một vài con thuyền lác đác bến xuân. Đây, cái sân khấu ở dưới nước mới dựng nên anh chị. Rồi, em mời anh chị tiếp tục lang thang, chạy dọc theo con đường bến Bên Đông này. Mong sao sắp tới hoa nó lấp đầy, mời anh chị đi dạo. Năm nay chắc không còn cái cảnh gọi là ây da, chết. Năm nay chắc là không còn cái cảnh mà gọi là đổ bỏ hoa như được năm trước đâu. Hoa năm nay còn không có mà bán đó chứ, không có mà mua đó chứ. Một vài chậu mai nho nhỏ như vậy thấy xinh anh chị. Em thì em thích những cái chậu mai nhỏ hơn, ít thích cái mai bự lắm. Ôi, người ta phơi cơm này, cơm thiêu, cái này là tới cơm thiêu luôn rồi. Bên trái của em là trường Võ Văn Kiệt, cũng có dựng cái cảnh trí đây, cái cảnh mùa xuân đây, à, có chòi lá ở bên này nữa.
anh chị ha. Trời đây. Rồi em mời anh chị nhìn một vài cái hình ảnh sắc màu của bông giấy. Cái bông giấy năm nay là thấy đẹp mà nhiều à. Bông giấy thì nói chung giá nó rẻ hơn. Bên trái em là con đường Nguyễn Chế Nghĩa, đi về chợ Nguyễn Chế Nghĩa đây anh chị. Đây một vài cái hình ảnh của hoa giấy. Hoa giấy thì có hôm giờ rồi anh chị. Bên này cũng có một vài chiếc thuyền, người ta đựng, người ta dựng một ít chỗ hoa giấy ở trên này thôi, không có nhiều. Rồi, hôm nào đông đông một tí em sẽ mời anh chị đi dạo đi bộ ở đây. Hội hoa xuân người ta dựng lên luôn rồi đó, giờ thay thế cái hoa bằng cái bến bán trái cây. Hoa đây, một vài chậu hoa đây. Wow, bông giấy đẹp quá anh chị ha. Thôi ngắm bông giấy đỡ cũng được. Một vài khách tới mua bông giấy không biết bao nhiêu một chậu. Rồi, rất là đẹp, nhiều màu lắm anh chị. Quá trời đẹp luôn. Bông giấy này bao nhiêu một chậu á anh? Tùy lại như chậu này bao nhiêu? Chỗ bên kia hả? Dạ. Rồi mời anh chị đi tiếp nha. Đó, mai bút nhiều lắm anh chị. Ở đây có cây dừa này mà người ta làm cái hình con gà, con chuột, con trâu, 12 con giáp luôn. Chưa thấy con hổ. Chắc con hổ nhiều khi hơi khó làm. Dừa đó anh chị. Rồi, bông giấy. Màu hoa giấy cũng đẹp. Trời ơi, sắc màu hoa. Cái này bao nhiêu một cặp á anh? Cái này bao nhiêu một cặp anh? Dạ. Dạ. 500 hả? Năm nay hoa ít quá anh ha. Dạ. Dạ, mình lên lâu chưa? Mới lên là tối. Dạ, 500 một cặp. Trời, năm em đi dạo ở đây mà tới giờ chưa thấy hoa hè gì nhiều. Dạ. Không ai trồng năm nay. Dạ. Em đang đi thực hiện cái phóng sự hoa bến Bình Đông. Dạ, cảm ơn anh, chúc anh năm mới phát tài nha. Dạ. Rồi. 500.000 một cặp. 500.000 một cặp đó anh chị. 250 một chậu ha. Hoa vạn thọ. Hoa cúc mâm xôi. Thì em thấy là cái giá của nó gần như là bằng nhau. Cúc mâm xôi thì nó rẻ hơn nha. Cúc mâm xôi cũng tùy nữa, có chậu nó nợ nhiều đó, nó không đều đó thì nó khoảng 200, 240, 250 một cặp. Còn những cái chậu hoa mà đẹp á thì cũng dao động từ 500 một cặp bình thường đó. Thì đó là một vài cái thông tin về hoa. Đây hoa hồng giờ người ta làm cũng đủ màu sắc luôn anh chị. Và quan trọng là năm nay anh chị có thấy một cái điểm gì khác biệt không? Không có thấy cái thuyền. Không có thấy thuyền. Thuyền rất là ít, chỉ có vài chiếc thôi. Nè, ở đây cũng có một chiếc phía dưới người ta đựng mai. Rồi em mời anh chị đi tới ngay chỗ phía trước là chợ Bình Đông đó. Đây bản đồ cũ.
À, giờ này mà những cái tiệm đồ cũ người ta vẫn bán, có nghĩa là năm nay không ai xí chỗ bán hoa cả. Ồ, bưởi nè anh chị. Không có ai xí chỗ bán hoa. Trái cây người ta đậu hết trơn luôn nè anh chị. Ở bên này là khu bán đồ cũ đó anh chị ha. À, đẹp quá, bông giấy. Có bán cả bụi tre nữa nè. Mai, mai năm nay ít anh chị thấy không? Mai chăm cực lắm. Dưỡng rất là nhiều mà giá cả năm nay tình hình dịch bệnh thì anh chị thấy là rất là khó bán giá cao. Rồi, trơ trọi ha anh chị. Bến đây rồi mà hoa chả thấy đâu. Trời ơi, những cái ô người ta kệ 77, 78, 79 này là cũng có thể dùng để làm cái đánh số sạp thuê. Đó, đánh số sạp cho thuê. Đó, 84, 86, 88. Ở đây thì mấy hôm trước người ta bán dưa, rồi trái cây, rau củ. Bây giờ chắc là chuẩn bị nhường cái bạt này lại cho các khu vực bán hoa. Và hy vọng những cái bạt, những cái rạp, cái sạp trống này mai mốt nó lấp đầy sắc màu hoa. Đó, thì lúc đó em mời anh chị đi tiếp tục đi bộ ngắm cảnh. Bây giờ thì chưa có gì. Phía trước anh chị là chợ Bình Đông nè. À, cái bến Bình Đông thì từ xưa tới giờ, bây giờ nó trở thành một cái điểm du lịch mỗi cái mùa Tết đến xuân về. Không chỉ là những người đi mua mà những người đi chụp hình, khách du lịch nước ngoài người ta cũng thường ghé về đây thưa anh chị. Nó như một cái điểm văn hóa vậy, văn hóa du lịch vậy. Chứ không đơn thuần nó là một cái địa điểm mà chỉ tới mua. Đó, có nhiều người thì cũng hay nói là năm nay người ta không có lên bán ở bến Bình Đông nữa, bởi vì toàn người đi xem, không thấy người đi mua. Nhưng mà thật sự em nghĩ nó không phải là như thế. Ở đây cũng là cái chợ hoa, bán rất là tốt những năm trước. Và thêm vào đó thì chúng ta cũng phải hiểu là nó là một cái điểm du lịch, văn hóa du lịch nữa. Thành ra là có nhiều người đi chụp hình, quay phim. Chỉ đơn giản là họ đi ngắm hoa. Đấy, cũng hợp lý không chị? Phía bên này là chợ Bình Đông. Hôm trước thì em cũng có ghé vào rồi. Một vài sạp đồ áo người ta bán nè. Xoài nè, thanh long nè. Ôi, trái cây năm nay của nhà vườn mình thì có chung một cái nỗi buồn. Trung Quốc nó bỏ của nó chạy lấy người rồi. À, em mời anh chị đi qua cái cầu kênh ngang. Cầu này cầu kênh ngang số 2 thì vậy. À, và bên cái mái tôn ở đây là bến, là chợ Bình Đông thưa anh chị. Đó. Bên trong này thì có chùa Pháp Minh nè. Và chúng ta xuống cầu Canh Ngang, chạy về khu vực bến Bể Cốc, bến Phú Định. Cũng là một cái khu xóm mà cuộc sống khá là vất vả và khó khăn thưa anh chị, của quận 8. Những cái mùa mà nước lên thì nó ngập ghê lắm. Năm nay bây giờ thời điểm này thì vào cái mùa khô rồi, không còn nước ngập rồi gì nhiều nữa. Đó, và em cũng chạy lang thang tiếp tục ở đây, coi như là anh chị thấy là
hết cái bến Bình Đông rồi đó, năm nay là không có gì nhiều. Bến đâu hoa đâu, bến đây hoa đâu. Trời, lúc nãy chạy trên cầu em còn tưởng ở đây là những cái mai nữa chứ hóa ra nó là những bụi cỏ. Đây người ta bán chuối, cái cau, cái dãy nhà với cái lối kiến trúc cổ của người Hoa năm xưa. Đúng là năm nay cái cảnh chưa từng thấy ở bến Bình Đông. Những năm trước thì bây giờ đã là nhộn nhịp hoa rồi. Ở đây là đường Lương Văn Can chạy vào đường Lương Hữu Phước, Lưu Hữu Phước vậy đó. Ở cái dòng kênh đôi bên kia của bên kia là Phạm Thế Hiện. Hôm qua thì em thực hiện một chuyến đi về Bến Tre, chạy dọc đường thấy hoa nhiều quá trời, nhưng mà chủ yếu cũng là hoa giấy anh chị. Những cái cúc vạn thọ, mâm xôi rồi gì thì rất là ít, không có nhiều. Mai năm nay ở nhà vườn của Bến Tre cũng không nhiều, nhưng mà bán được lắm, bán được lắm. Nhưng mà không biết nó đi đâu mà tới ngày hôm nay Sài Gòn. Những cái hội, những cái con đường hoa, hội chợ hoa xuân ngày hôm nay nó còn điều hiu quá trời luôn anh chị, không thấy hoa đâu hết. À, hoa là bông thì cũng giống nhau thôi anh chị. Em bây giờ đọc hội hoa xuân hay là hội bông xuân thì nó cũng như vậy thôi. Nên là ở trên kênh thì có một bác khán giả thường hay nhắc em cái việc là nói hoa hay nói bông đó. Đấy, nhưng mà thôi, những cái đó thì em nghĩ là nó cũng không quá lớn để chúng ta bàn luận nhiều. Em thì thường hay nói hoa, nhưng mà bông cũng thường hay nói bông. Rồi em chạy cái hướng này là tới khu vực bến Bãi Cốc, Phú Định. Bên kia là cái kênh Lò Gốm đó anh chị. Chạy về Đầm Sen cũng được nè, đại lộ Võ Văn Kiệt ngày hôm nay đây. Em đi một đoạn ở đây nữa để anh chị nhìn cái cuộc sống của bà con mình trong cái ngày Chủ Nhật này. Đây, người ta đang xây những cái đê chắn triều. Cầu này là cầu Vĩnh Mẫu anh chị, cầu Vĩnh Mẫu nha. Đây là chùa Đông Phước, bến Bình Đông. Bên kia là bến Phú Định anh chị. Qua đây thì là chúng ta gặp cái khu xóm nghèo. Ở bên kia bến Phú Định với cái dòng kênh nước rất là đen ha. Một vài chiếc thuyền, cuộc sống ghe thuyền luôn đó anh chị. Và những cái ngày cuối năm như thế này thì ai cũng tất bật chuẩn bị cái Tết, chuẩn bị cái những cái ngày đầu năm ấm áp một tí, sung túc một tí. Tất nhiên là tùy cái điều kiện thôi anh chị, đặc biệt là năm nay như thế nữa, Covid. Mấy cái chậu nhỏ nhỏ như thế này chứ mà bán được lắm anh chị, mà cũng đẹp nữa.
đây nước ở bên khu vực bờ kênh nó rỉ vào nè anh chị, không rỉ mùa khô nước cứ rỉ rỉ hoài. Em đang chạy hình như là trên cái con đường bến Mễ Cốc rồi anh chị nhé. Rồi đi thẳng cái hướng này thì anh chị tới cầu Nhà Thương, bến Mễ Cốc, phường 15, quận 8. Không biết khi nào những cái hình ảnh ngay cái bến Mễ Cốc này nè, tôn trắng này, rồi đất đai nó mới sạch sẽ này. Làm cái này cũng lâu lắm rồi. Đây anh chị, rác cũng dơ, rồi mũi tùm lum. Xóm nghèo bến Mễ Cốc. Ở đây có cái khu vực người ta buôn bán giống như cái chợ vậy đó. Đây chợ Vạn Nguyên. Trời, giờ em mới nhìn thấy. Hèn chi nó giống như cái chợ. Nó là cái chợ mà. Chợ Vạn Nguyên đó anh chị. Xe chạy vào đây. Đúng lý ra là xe chạy bên này nè. Bên này nè anh chị. Chứ bên đó là không chạy đâu. Bên đó lối đi ngược lại. Rồi, em mời anh chị nhìn một vài cái hình ảnh phía trước chợ Vạn Nguyên ha. Đó anh chị thấy là không có nhiều cái hình ảnh về sắc màu hoa Tết hay là bao lì xì này kia, nó cũng ít. Rồi em chạy lên phía trên chợ Vạn Nguyên này, bán dừa, dừa. Còn đây là một cái mảnh đất trống, phía trước thì người ta bán đồ lưu hương thờ cúng. Ở đây nhìn nó vẫn còn hoang sơ quá anh chị ha. Phía dưới này thì xuống mấy cái cầu sắt đen đen, cầu chữ U, cầu Nhà Thương. Rồi đi qua bên kia là cái bến Phú Định. Đây là cái cầu kênh ngang số 3. Em mời anh chị chạy qua cái cầu kênh ngang số 3 này luôn. Đây, người ta bán quần áo nè. Những cái dù treo treo vậy là bán thôi. Đây có một cái cầu đi bộ qua. Cầu Vạn Nguyên anh chị. Cầu là đi bộ thôi chứ xe không đi được. Đây là cầu cánh ngang số 3. Càng ngày thì Tết nó càng buồn anh chị ha. Càng ngày Tết càng buồn. Rồi thêm cái dịch bệnh nữa, càng ngày lại càng xa nhau. Giờ người ta không có đi thăm như nhau như ngày xưa nhiều nữa anh chị. Giờ cũng ngại lắm. Mình không ngại thì người ta cũng ngại. Bến Phú Định. Ở đây có nhà thờ Bình Đông anh chị. Và xa xa thì em đã nhìn thấy cái cầu Nhà Thương rồi. Đây nhà thờ Bình Đông. Mỗi lần nước nước dâng lên là nó có lần năm ngoái nó ngập luôn cả cái nhà thờ này, hư hết ghế, đồ điện.
nhìn cái cảnh đó sơ sát quá trời luôn, nhà cửa ở đây cũng lụp sụp rồi, nhà xây mới, nhà xây cũ tùm lum. Ở bên trái em ở đây thì có chùa này, có một ngôi chùa, để em xem chùa gì. Dưới phía trước chùa thì người ta bán nước, chùa Quan Âm cho anh chị, Quan Âm đây. Ta cũng đang xây dựng khá là nhiều ha, sơn sửa lại. Phía trước thì anh chị thấy có cái cầu đi qua mà đen đen cũ cũ rồi đó. Khu vực này thì người ta hay gọi là cầu nhà thương, cầu chữ U, mà em thì em cũng chưa có tìm hiểu kỹ về cái hai cái tên gọi này. Thôi vị trí này thì em xin tạm dừng các clip thưa anh chị. Hôm nay thì mời anh chị đi dọc theo bến Bình Đông để chúng ta cập nhật một vài cái hình ảnh như vậy về bến Bình Đông, chợ hoa. Hôm nay cái cảnh đúng là chưa từng thấy luôn, cảnh buồn. Thôi thì hy vọng những cái ngày tới sẽ có nhiều hoa hơn nữa lên bến, em mời anh chị đi xem tiếp. Và dừng tại đây thì em cũng xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn một ngày bình an, thật là nhiều sức khỏe, có những cái giây phút thú vị cùng lang thang với em trong cái mùa Tết này. Và hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye.